Bắt chiếc xe từ vừa mau lên chỉ đó tốn bao nhiêu tiền, tốn thời gian thôi, chạy lên đi tiêm đủ mũi chưa? Nắm tay nghe lâu cho chị đi, không như lúc mày muốn muốn không chứ. Như chị rồi em nghe hả, hỏi gì ăn uống chưa, khỏe không, bị sao vậy hả chị? Nhắn tin cho tôi ship cả lửa nè, ăn đồ cái gì xài lẹ lẹ hết đi, vừa xài vừa tắm đi cho nó hết đồ đi. Xài dưỡng hết chưa? Bên dưới đó xài đồ hết chưa? Cửa trên đồ.